Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của báo Minh Siêu. Mình là San San và hôm nay mình mời mọi người cùng theo chân mình trải nghiệm lý do tại sao mẫu khăn quàng đuôi tơ tằm được các khách hàng trẻ, hiện đại và nam giới đặc biệt yêu thích nhé. Không để các bạn chờ lâu, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, thiết kế tối giản, trẻ trung. Rất là bất ngờ vì cùng xuất phát từ kén tằm nhưng khăn quàng đuôi tơ tằm thì có một cái diện mạo trẻ trung, hiện đại khác hẳn so với khăn nhuộm mềm bóng. Đó là bởi vì sợi đuôi tơ tằm thì được vây bằng tay nên là bề mặt khăn quàng đuôi tơ tằm thì mộc mạc và xốp hơn, khác biệt hoàn toàn so với những cái sản phẩm khác thì được làm từ tơ tằm. Các bộ khăn trơn hoặc xen kẽ các kẻ tơ cổ tối giản thì nó phù hợp với nhiều cái phong cách khác nhau cho những cái dịp mà mình đi học, đi làm hoặc là đi du lịch. Thứ hai, kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng. Khăn quàng đuôi tơ tằm thì được thiết kế với nhiều kích thước khác nhau để phù hợp cho cả nam và nữ. Đối với nữ thì sẽ có kích thước là 80-180cm hay là 60-160cm để phù hợp cho các chị em dùng để quàng hoặc là choàng giữ ấm vào mùa đông hay là để chống nắng vào mùa hè. Còn đối với nam thì sẽ ưu tiên những cái khăn bản nhỏ là 40cm hay là 35cm vừa tạo được cái sự thoải mái phóng khoáng nhưng vẫn đảm bảo được công năng của một chiếc khăn. Thứ ba, màu sắc phong phú. Các tông màu ở đây thì rất là đa dạng, từ những cái tông trung tính như là đen, ghi, nâu cho đến những cái tông màu rực rỡ, cá tính như là vàng, đỏ, xanh. Các cái tông màu mà được dùng tự nhiên thì cũng rất được nhiều khách hàng yêu thích. Màu nào là màu khăn bạn yêu thích, thể hiện được cái phong cách của bạn thì hãy cùng bình luận để bà Minh Siêu cùng biết với nhé. Thứ tư, trải nghiệm thoải mái tối đa từ một chiếc khăn quàng đuôi tơ tằm. Nào bây giờ hãy cùng mình trải nghiệm cái cảm giác thoải mái tối đa khi quàng một chiếc khăn quàng đuôi tơ tằm nhé. Đầu tiên đó là cảm giác nhẹ và thoải mái. Sau 30 giây thì mình cảm giác như đang không quàng gì cả. Hơn nữa là khăn rất là mềm, khi chạm vào da thì vô cùng là dễ chịu, không có một cái cảm giác bị thô ráp hay là bị ngứa gì cả. Đồng thời đó là khi mà dệt khăn với cái bề mặt đuôi tơ tằm như thế này thì quàng lên nó không bị nóng bức. Và cuối cùng đó là cái khăn tơ tằm thì kháng khuẩn nên là có một cái mùi thơm rất là dễ chịu, mang mùi thơm của tơ tằm. Bà Minh Siêu hy vọng qua video này thì mọi người có thể đã hiểu hơn về chất liệu cũng như là thiết kế của cái sản phẩm khăn quàng đuôi tơ tằm. Đừng chần chờ gì nữa mà hãy nhắn tin ngay cho fanpage Lụa Tơ Tằm Bá Minh, truy cập vào website báminh.com hoặc gọi điện thoại theo số hotline 0936099110 để được tư vấn miễn phí nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hãy like, share, subscribe kênh Bá Minh Siêu trên YouTube để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.